Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, chiều ngày 27 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức đoàn đi thăm chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố gồm Chùa Quan Âm, phường Mỹ Đông, Chùa Phước Huệ, phường Mỹ Hải, Ban trị sự Phật giáo thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Chùa Long Quang, phường Đạo Long, Giáo xứ Phan Rang, phường Kinh Dinh và một số cơ sở tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị trụ trì, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các cơ sở tôn giáo đã đồng hành cùng chính quyền địa phương, làm tốt công tác vận động bà con theo đạo, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục vận động bà con theo đạo, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Dịp này, đồng chí Kiều Như Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tặng quà, gửi lời chúc các vị trụ trì và bà con theo đạo dồi dào sức khỏe, đón năm mới Tân Sửu an toàn, tiết kiệm, gia đình hạnh phúc.